Bố, con đã cưới một người da đen. Khi bố tắt tivi vì con xem Family Matter, một chương trình về cuộc sống người da đen, con đang nghĩ bố không thích bộ phim này. Lúc đó con 12 tuổi, con đã không biết phải nghĩ gì. Nhưng rồi bố tiếp tục bảo con, đừng bao giờ xem lũ mọi đen khốn khiếp đó nữa. Khi bố không cho dự tiệc sinh nhật của China, con đang nghĩ vì bố mệt mỏi sau một ngày dài làm việc nên không muốn lái xe đưa con đi. Nhưng rồi bố nói với con đừng chơi với bọn BBB, từ miệt thị dành cho phụ nữ da đen. Con vẫn không biết phải nghĩ gì. Khi bố dặn phải sang đường nếu thấy một thằng bọn đi về hướng mình, lúc đó con đã biết phải nghĩ gì. Khi mà con vô tình nghe thấy bố khoe với bạn bè về việc vứt hồ sơ xin việc của một người da đen vào thùng rác sau khi phỏng vấn anh ta, con đã cười. Con đã dành 18 năm với bố trong một mái nhà không có mẹ, 18 năm bình thường hóa sự phân biệt chủng tộc và cố chấp, 18 năm của sự truyền giáo, 18 năm của việc kiểm soát con bằng nỗi sợ, và 18 năm sống trong cái kén chứa đầy những người chia sẻ cảm xúc và suy nghĩ giống với bố. Con đã mất liên lạc với thế giới bên ngoài. Con biết điều mà bố muốn con biết. Con đã không hỏi những câu hỏi bố không muốn trả lời. Con đã không nghi ngờ những luật lệ mà bố áp đặt lên con. Con có thể nhớ mơ hồ về lúc trước khi mà con vô thức đi theo bước chân của bố. Con có một sự tò mò rất trong sáng như những đứa trẻ nên có. Tò mò về con người, cuộc sống của họ, cái nền văn hóa khác, các nước và ngôn ngữ của họ. Con chỉ có thể cưỡng lại nó đến vậy. Và trước khi con nhận ra, sự tò mò của con đã biến thành sự ghê tởm. Bố không muốn con học đại học xa, nhưng con chỉ có một học bổng nên con phải nắm lấy đó. Con biết bố sẽ nghi ngờ khi con nói con sẽ không về nhà và lễ tạ ơn, và con sẽ dành dịp lễ với bạn bè. Sự thật là con không có bạn, nhưng con có Erica, giáo sư của con. Bà ấy đã thấy không ổn khi con yêu cầu đổi nhóm 4 lần cho tới khi được xếp với hai bạn da trắng trong giờ học. Bà ấy là người phụ nữ đã phải bỏ đi những rào cản mà bố cố tình xây lên trong con. Bà ấy là người đã dìu con qua một nơi rất tối tăm, nơi tối tăm nhất con từng đến mà không bỏ con lại. Erica giúp con tìm ra những tổn thương sâu nhất đã bị giấu kín trong con, và đó chính là tuổi thơ mà bố đã tước đi khỏi con. Bố bao bọc con trong sự thù hận thay vì yêu thương. Bố cho con nỗi sợ thay vì kiến thức. Bố cho con danh phận và con không được ngờ vực điều đó. Con chỉ là tổng hợp của những ý tưởng thối nát của bố. Một quân sư tốt với vai trò duy nhất là trở nên tệ như bố, thậm chí là tệ hơn bố, vì đó là di sản duy nhất bố để lại cho con. Con phải đi theo con đường man dợ, hèn nhát và kiêu căng. Nhưng con đã phá vỡ vòng quay. Một tháng nữa con sẽ 38 tuổi, có nghĩa là gần 20 năm kể từ lần cuối ta nói chuyện, 20 năm kể từ khi con gọi điện và cho bố hai lựa chọn, bố thay đổi hoặc bố mất con. Những lời cuối cùng bố nói trước khi cúp máy là, tao là sản phẩm của thời đại. Erica đã ở trong phòng với con khi con gọi cho bố, nhìn con chìm vào sự bất chắc. Châm ngôn của bà ấy là, ta lặp lại những gì ta không thay đổi. Bà ấy dìu con qua những tội lỗi đang dần nuốt chửng con, bà ấy giúp con ngẩng cao đầu bước qua sự nhục nhã và truyền cho con sức mạnh để con có thể vượt qua. Cuối cùng, con cũng hiểu cảm giác được yêu thương là thế nào và con không muốn đánh mất nó. Bố biết bà ấy đã làm gì không? Bà ấy cho con khám phá ra một tình thương khác, một tình thương mà giúp tất cả những người được yêu thương đều có thể cảm nhận. Loại yêu thương mà nó phải tồn tại để chúng ta có thể yêu thương được người khác. Erica cho con biết yêu thương chính mình là thế nào. Bà ấy cho thấy con không nên nuôi dưỡng tâm hồn mình bằng những giá trị đánh giá bên ngoài. Con giá trị theo định nghĩa riêng của con. Bố đã là phụ huynh của con trong 18 năm và Erica đã là mẹ của con trong gần 20 năm. Bà ấy là người yêu thương con đầu tiên, trước bất cứ ai khác. Bà ấy đã nhận con vào khi con cảm thấy bị bỏ rơi và hứa sẽ bên con cả những lúc tồi tệ và đẹp đẽ nhất. Bà ấy là lý do con đi dậy ngày nay và cũng là người duy nhất biết đến nơi tăm tối mà con đến từ. Hay con nên nói là người duy nhất đến khi con gặp James. Anh ấy làm cùng nơi với con từ 2 năm trước và ngay từ khoảnh khắc thấy anh ấy, con tim con đã chọn yêu. Bọn con gặp gỡ, bọn con nói chuyện, bọn con trở nên gần gũi và bỗng nhiên con lại thấy hình bóng con quỷ của mình. Chính con quỷ mà bố đã tạo ra khi con còn bé. James là người da đen. Con biết bố đủ ích kỷ để gọi đó là quả báo và đủ ái kỷ để nghĩ đây là cách con trả thù bố. Nhưng con sẽ không để bố bất kính với tình yêu của bọn con như vậy. Khi mọi thứ đang tiến triển, con muốn đẩy James ra xa, không phải vì màu da anh ấy, mà bởi vì con bị ám ảnh bởi quá khứ, bị ám bởi con người cũ mà bố đã nhào nặn lên, sợ hãi rằng con vẫn chưa thay đổi nhiều với những suy nghĩ mà bố đã cấy vào đầu con. Con đang nghĩ con không xứng đáng yêu anh ấy, không xứng đáng với tình yêu ấy, và trong một giây ngắn ngủi, bố đã suýt thắng. Trong một giây ngắn ngủi trước khi trao linh hồn mình cho James, con cũng định rời bỏ anh ấy như cách con rời bỏ bố. Chúng ta lặp lại những gì chúng ta không sửa. Sự thật là, Landon, bố chẳng giống gì James, hay con nên nói là anh ấy chẳng có gì giống bố. Bố nói về bản thân luôn cao quý và cấm bất cứ ai nói ra sự thật bố là con quái vật thế nào. Bỏ trốn sau những từ ngữ to lớn, những chiếc áo được là nhẵn để không ai biết được bố là tên khốn thế nào. Trái tim con đã tan vỡ khi bố cúp máy, và sâu bên trong con đã mong rằng Erica sai. Bà ấy không hiểu bố như cách con hiểu bố. Con đã muốn bố gọi lại vì con nhớ bố. Hôm qua, tại lễ cưới, con đã nhớ về bố.
Nhớ người đàn ông đưa con lên giường và đọc truyện ngủ cho con lúc con 7 tuổi. Con nhớ người đàn ông cùng con làm bánh quy và giúp con làm bài tập về nhà. Nhiều khi, nhìn về những ký ức con có, con không biết đâu là thật, đâu là giả. Con chắc là tâm trí con có thêm thắt vài chuyện đâu đó, đôi khi cũng tốt để nhớ đến kể cả nó không có thật. Một lời nhắc về gia đình mà ta đã từng. Hôm qua, tại lễ cưới, con đã có gia đình thật ở bên cạnh. Con cảm nhận được tình yêu vô vàn trong 12 người tại nơi chứng kiến chúng con thực hiện lời hứa vĩnh cửu với nhau. Tình yêu của con và James ngày hôm qua là thứ đã thôi thúc con viết lá thư này. Với bố, con đã chết. Con biết điều đó, nhưng con cần phải trút hết những điều này khỏi lòng và nói với bố một điều nữa. Bố để lại con với những vết sẹo và tổn thương cảm xúc mà con đã có thể chữa lành và giành chiến thắng. Con sẽ và con không đề nghị sự tha thứ từ những người bố đã làm tổn thương, nhưng con tha thứ cho bố, Landon, cho những gì bố đã làm với con. Điều cuối cùng, hành động yêu thương lớn nhất con có thể dành tặng cho thế giới này đó là đối xử với bố bằng sự cảm thông mà bố không xứng đáng có. Alice comment: Wow, thứ nhất, cách bố viết thật là tuyệt vời. Bố đã thực sự gửi cảm xúc vào những câu chữ. Cách mà bố lựa chọn bước tiếp, cách bố tha thứ cho những gì ông ấy đã làm với bố chứ không phải là những gì ông ấy đã làm với người khác. Bố xứng đáng nhận được những gì tốt hơn và giờ bố đã có được tình yêu của đời mình. Bố rất mạnh mẽ, thực sự mạnh mẽ vì đã có thể vượt qua những chuyện khốn đó. Rất tự hào về bố, rất vui cho bố. Bạn biết điều gì là tuyệt nhất không, Alice? Nếu bố và James quyết định có con, chúng sẽ có một con đường tốt hơn vì bố đã quyết định cắt bỏ ông chúng ra khỏi cuộc sống. Một quyết định rất khó khăn. Tao là sản phẩm của thời đại, một lý do nhảm lìn, những thời đại đã không còn. Chúc mừng bố vì tất cả những gì bố đã đạt được, Alice. Chúc bố sống một cuộc sống dài và hạnh phúc với một tâm lý bình yên và một tâm hồn hạnh phúc. Tao là sản phẩm của thời đại, một lý do nhảm lìn. Tôi thấy buồn cho những người này vì họ cũng đã được nuôi dạy theo cách như vậy và quá bảo thủ để thay đổi. Họ không nghĩ đó là một vấn đề. Tôi thấy buồn vì suy nghĩ họ quá hạn hẹp và họ thường kết cục khổ sở. Tôi có biết được nhiều gia đình như vậy. Đôi khi tôi ước sẽ có một khoảnh khắc mà aha, hiểu ra rồi, không nên sống như vậy nữa. Nhưng thường thì điều ước không thành sự thật. Đầu tiên, tôi muốn chúc mừng bố về đám cưới và tiếp đó tôi chỉ muốn nói wow, chỉ wow thôi. Bố là một tay viết tốt và tôi rất mừng bố đã có thể vượt qua những định kiến đã ghim vào trái tim bố kể từ khi chỉ là một đứa trẻ. Tôi yêu bà tôi tới chết, nhưng bà ấy có thể là người phân biệt chủng tộc nhất tôi từng biết. Tôi đã không để cách nhìn của bà ấy định hình tôi không nhìn màu, tôi nhìn nhân cách. Tôi không đánh giá bố hay gì hết, tôi chỉ đang muốn giải bày những trải nghiệm tương tự của tôi. Tôi rất mừng bố đã có thể gạt bỏ hết những gì bố từng tin và từ đó có được tình yêu của đời mình. Tôi rất mừng cho cả hai và tôi xin chúc bố một đời hạnh phúc. Một lần nữa xin chúc mừng. Vãi chúa, thứ này mạnh thật đấy. Chúng ta lặp lại những gì chúng ta không sửa. Đó là một sự thật. Cảm ơn nhiều vì bài Boss. Tôi mừng vì thế giới này có những người như bố. Bài này làm tôi khóc rất nhiều. Tôi chưa bao giờ có can đảm để thử gọi hoặc viết thư về cho gia đình vì tôi quá sợ hãi. Bố thực sự rất mạnh mẽ. Tôi đoán là tôi luôn sợ việc viết thư về là vì sâu thẳm bên trong, tôi biết họ cười lá thư của tôi. Sự hiện diện của tôi sẽ chẳng có ý nghĩa gì ngoài là một trò đùa cho họ, vì họ tàn nhẫn và máu lạnh vậy đấy. Lá thư làm tôi bật khóc. Hành trình trưởng thành của bố từ con người mà ông ấy đã tạo nên thực sự rất đẹp đẽ. Cuối cùng, bố đã có được những gì bố xứng đáng sau từng đó năm lớn lên trong thù hận. Một gia đình sẽ yêu thương bố vô điều kiện và một người chồng đáng mến, sẵn sàng ở bên bố. Điều này làm tôi rất vui. Tôi ước tôi có thể diễn tả rằng tôi vui và xúc động thế nào về điều này. Cuộc sống đã cho bố một cơ hội khác và bố đã nắm lấy nó. Chúc bố có một cuộc sống tốt. Ai để hành tẩy ở đây vậy? Kể mặt quá. Tôi xin chia buồn về những tổn thương của bố. Tác phẩm này nhiều cảm xúc quá. Chúc bố được yêu thương và hạnh phúc mãi mãi. Tuyệt vời. Lá thư này và những câu chuyện giống thế này cho thấy những đứa trẻ được nuôi dạy bằng những suy nghĩ xấu xa và độc hại, những tư tưởng cổ hủ có thể cứu vãn, có thể giúp đỡ, giáo dục. Cảm ơn bố vì đã mở cửa trái tim cho những góc nhìn mới. Vai cứt. Đúng. Bố là con người mà tất cả chúng tôi nên làm. Đừng bao giờ dừng điều đó lại nhé. Bố thực sự nên viết tự truyện hoặc một cuốn sách về điều này, về trải nghiệm của bố, về cảm xúc và những gì bố đã trải qua. Không chỉ vì bố rất tuyệt vời, không phải vì bố truyền cảm rất hay, mà vì tôi nghĩ viết là cách giải tỏa mọi thứ của bố. Bất cứ điều gì nằm ở tương lai phía trước, tôi chúc bố những điều tốt nhất, may mắn nhất và hạnh phúc nhất. Lá thư xứng đáng được gửi đi.